Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và ở tập trước thì mình bị mấy con T-Rex nó hành cho sốc mặt á, thì cũng may mắn mình bắt được cái con Velo rồi nè, con khủng long bắn gai á. Con này á thì mình cũng đã lấy cái bích úp đi rồi, mình sẽ bích úp nó lên đi ăn. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ lấy thêm cái phần berry, berry tím của hôm nay của mình ít quá vậy. Berry tím thì chắc phải đi farm thêm một ít nữa quá, có hai mấy cái thôi à. Mình sẽ sử dụng con một chớp này của mình đi vào phía bên trong đi. Mình farm thêm một ít berry tím nữa để trong tập ngày hôm nay mình đi thu phục mấy cái con mà con đôi ngày hôm qua đó các bạn. Lúc mà mình qua bên chỗ khu vực sa mạc á, mình farm mấy cái chi tin bên đó đó, cái mình phát hiện ở bên đó có mấy con đôi với lại mấy con nhiễm phóng xạ bên đó nữa. Mình qua bên đó để mình thử xem coi nó có rớt cho mình trái tim không ăn. Mình đang cần có những trái tim á để mình tiến hóa cái hệ phóng xạ cho cái con khủng long dễ trâu nhà mình. Em coi khi mà tiến hóa lên thì em nó có mạnh không, chứ ở tập trước á thì em nó đi rất rất là chậm luôn á, đi chậm quá cái bị mấy con bạo chúa đó dí á, cái không có chạy được, chết hết mấy con luôn á. Hên là nhà mình vẫn còn một con ăn, có phương án dự phòng cho nên là vẫn còn một em. Vậy là mình farm được 300 mấy ăn, thôi cũng nhanh ghê chứ. Rồi, bây giờ thì qua bên chỗ sa mạc ăn, tiện sẵn thì mình sẽ đi săn luôn mấy trái tim luôn. Đây, con khủng long dễ trâu của mình nè các bạn. Con này thì còn có 5 trái tim nè. Để thử xem có farm được không. Đây, đi bằng em chuồn chuồn cho nhanh. Tuốt tuốt ở phía bên này nè. Ồ, có cục hình màu đỏ với một cục màu xanh. Ui, quá trời công thức chế tạo luôn á. 30 hả? Hôm nay thì mình cũng lên được level 55 rồi nè các bạn. Có con Velo farm cấp rất là nhanh luôn á. Còn đây thì 65 hả? 65 thì không đủ chỗ này, nhưng mà ở dưới đó lại có con rồng ăn. Trời ơi, con rồng tên hay kiểu bá siêu nhưng phải có cái mutagen mới được. Rồi xuống đó nó cắn cho chết. Bên đây thì lượm thông được ăn. Bên đây có mấy con bạo chúa nữa nè, Tabo quá. Và đây đây đây, cái con mình thấy con phóng xạ đây nè. Con này không biết có cho mình được trái tim không đây. Mình sẽ thử luôn nha. Mình úp con này lên, sau đó thì đổi sang con này để cưỡi. Đứng ở trên đây mình sấy xuống phía bên dưới cũng được. Con này mình thấy là nó chỉ có 7.000 mấy máu thôi, cho nên cũng dễ á. Mình xuống mình sấy luôn cũng được, 200 máu, còn sấy cái này thì 600 máu lận. Trời ơi, nó ném cho mình cục phân dơ hầy màn hình luôn rồi. Rồi đây, lấy được hạch phóng xạ của nó nè. Nhưng mà quan trọng là nó có trái tim hay không á. Không có trái tim á. Ui, con này không có trái tim rồi. Vậy muốn có được trái tim của mấy con phóng xạ chắc phải tìm mấy con T-Rex đâu á. T-Rex hệ phóng xạ đâu thì hờ mai ăn, chứ nó thì không có rồi. Con này hả, nhào vô mình xử luôn. Sẵn thì mình đánh luôn để mình được lên cấp. Con Velo này mình cứ nâng cho nó chỉ số đam đi. Ở tập trước mình nâng vô chỉ số máu rồi ăn, bây giờ thì cứ đam cho em nó thôi. Mình hay cũng được lên cấp đó nè, 4 level nữa hả. Ok, mình sẽ lên cho mình một chút chút craft đi. Giai đoạn này bắt đầu mình cần chế tạo nhiều hơn rồi đó. Rồi, mình sẽ pick up em này lên cái bay xuống phía bên dưới. Ở bên đây thì mình thấy dưới này nè. Đâu đó mình nhớ là ở dưới này. Bên đây mình thấy có mấy con đuôi nữa nè. Đuôi như đuôi phía bên đây. Đây là đúng rồi nó nè. Đuôi này là đuôi hệ lửa luôn các bạn, tem theo kiểu bát siêu á. Bên đó thì có nghe tiếng chân vậy. Hàng gì mình nghe tiếng chân. Con tinh tinh khổng lồ phiên bản God. Rồi hàng gì nghe tiếng chân bập 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 ở dưới ăn. Con này là con sói. Con sói này thì dễ không sao. Sói này mình sử dụng con này của mình cắn luôn cũng được nữa. Để khu vực này nó trở nên an toàn hơn, mình xuống mình tem mấy con kia nha. Bắt cái con kia về để có gì farm đá, sau này còn là chuẩn bị xây căn cứ rồi các kiểu nữa. Bay lên cao để quan sát thật kỹ xung quanh. Có con bọ cạp ăn. Bọ cạp này thì một 13.000 máu lần ha. 13.000 máu thì hơi căng, cho mình sẽ để nó phía bên đây đi. Sau đó lấy con này ra. Rồi, đi vô để mình sấy con bọ cạp trước không. Lẵng mình lấy luôn ít chi tin á. Đây núp ở đâu cưng ơi. Bắn lọt qua hai cái cây xương rồng mà em nó đi luôn mà. Con này thì kéo kéo cái xác nó ra phía bên ngoài đi. Ui, có sa bơ nữa hả. Kéo kéo cái xác ra phía bên ngoài để ăn xác nó. Ok, sau đó thì bắt siêu bắt siêu bắt siêu nha. Em mày hung dữ quá.
Để đây mình không yên tâm cho nó đâu. Mình không yên tâm cho con chuồn chuồn con của mình nè. Con này thì không sợ á. Chỉ sợ con chuồn chuồn của mình thôi. Vào trong kia thì nó đánh dữ vậy. Ôi đồ y của mình mạnh lắm. Con Saber đó là con Saber bình thường thôi. Đó, nó xử xong rồi kìa. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần berry xuống phía bên dưới nha. Bắt siêu hết. Đó, một phát. Một phát được có 6,7% thôi. Con này mới có 260 thôi nha. Level tầm 1000 mấy trở lên chắc là tem cho nó ăn sấp mặt luôn. Mấy con vậy còn phải có kiếp bồ nè. Phải chờ nó đói nữa. Thường thường là tem theo kiểu bắt siêu này là giai đoạn đầu thì nó hơi lâu một chút xíu thôi, chứ giai đoạn sau thì nó nhanh lắm. Nó đang tụt phú dần dần. Ok, mình cũng sẽ đánh dấu em nó lại đây đi. Chờ cho em nó đói. Trong lúc đó thì mình sẽ đi vòng vòng mình nghía thử xem coi. Đây, quăng con này ra đi ăn. Mình nghĩ xem có cục hính không. Mình để ý là hay có mấy cục hính nó có cho mình mấy cái kiếp bồ lắm. Bên đây cục hính màu tím nè. Ồ yên cưỡi level 50. Bên đó con gì á? À con chi ke đó. Chỗ này chắc mình xuống được á. 50 mình thì 59 lận. Được nè. Chỗ này cũng an toàn ha. Rồi xuống mình lượm nhanh cái mình chạy. Rồi, lên phía bên trên, quay trở lại chỗ cũ. Từ từ kiểm tra là thử xem coi. Ồ, công thức chế tạo không, màu đỏ không luôn á. Có cái súng shotgun nè. Ui, cái súng này để dành bắn được đạn được nè. Ngon á, 300 mấy, yên kilo luôn. Nón nữa hả, được. Lụ đạn tùm lum tùm lá luôn á. Ngon á chứ. Quay trở lại xem coi em nó đói chưa. Em nó chưa sẵn sàng để ăn lần tiếp theo thì phải. À đúng rồi, chưa sẵn sàng ăn lần tiếp theo. Mình nâng thêm 1-2 điểm nữa thôi. Mình thì có 1 điểm nữa nè. Thêm một chút craft nữa đây. Vậy là mình đủ level 60 để có thể lượm được cái cục bên đây luôn rồi đó. Bên đây thì cũng an toàn á. Được á, xuống luôn. Chỉ có mấy con khủng long chứa nước ở đây thôi, cho nên không sợ. Ồ 65 luôn hả, trời ơi sao vậy. Nãy mình nhớ là thấy 60 mà. Nhìn lộn à. Còn ở phía bên này thì, ui con rồng nó đi rồi. Được chứ, xuống lụm cái. À ha, con rồng nó bỏ đi thì canh cơ hội mình lụm. Ui, mình thấy quái quần chi tiêm rồi đó. Rồi, chạy thật nhanh khỏi cái chỗ con rồng không. Và bây giờ thì xem coi. Mình có được đôi dài nè, với lại cái quần nè. Cái siêu với lại súng lục. Vậy thôi đó, yên của Saber nữa nè. Thì mấy cái Mutagen nữa hằng. Mutagen nè. Nhưng mà cái con này thì nó tem theo kiểu bắt siêu, mình thuộc dạng phung dữ lắm. Con chắc tem theo kiểu của Vanilla hằng. Mình nhớ là như bắn nó yếu máu đi rồi sau đó thì mới cho nó ăn dần dần được. Chứ không dễ gì nó chịu ăn của mình đâu. Con nó hơi căng á. Và đây thì em nó thì sẵn sàng để ăn lần tiếp theo chưa? Vẫn chưa á. Con này nó hơi lâu luôn á. Thôi sẽ bích up cái con này lên cái đây. Đi vòng vòng nghiêng nghiêng xem nè. Bên đây có những con gì ăn. Sẵn mà đi vòng vòng khám phá luôn. Bên đây có đôi y lùm la nè. Đôi này như là của Vanilla thôi. Ủa level 1000 luôn kìa. Bên đây có khỉ nữa. Vậy là bên sa mạc hay xuất hiện mấy con khỉ đâu ăn. T-Rex hả. Hãy Tabo. Mình tìm xem có con hãy phóng xạ nào không? Như con T-Rex đâu ăn. Mình tìm cách địa hình mình bắn gai nó. Dưới có con khỉ nữa nè. Khỉ này là khỉ không phải là hơi gót. Nhưng mà level mười mấy triệu turbo à, 16 triệu turbo. Gì gớm như vậy. Bên đây nữa nè. Uầy. Con này là con khỉ vua luôn hả. King Kong nè. Mega Godzilla. Nó có cái nón tù trưởng rồi. Ôi trời trời trời. Thôi. Hay gớm quá. Nó có cái nón tù trưởng đập cho một cái. Bên đây đa phần mấy con bọ cạp ha. Và bên kia thì chắc là vẫn chưa sẵn sàng để ăn đâu. Tới chút xíu nữa đi. Đây ăn kilo rồi có không biết nữa. Ở đây một con y cứ. À bên đây nữa nè. Bên đây 320. Và một con hệ phóng xạ nữa. Bên kia có con Dodoret. Con này hồi nãy đánh sao mình không được cái trái tim không. Chắc phải đánh với con T-Rex á. Trời Dodo. Ui Alosaurus sắp bị xỉu. Con Dodo hị độc cũng sắp xỉu luôn. Cái gì vậy? Hai con đánh lộn mà.
Ui, một con xỉu nhưng mà nó không xỉu con Dodo này ăn. Cũng đang tăng lên dữ dằn lắm kìa. Mình sẽ theo dõi nó xem coi có xỉu không. What? Ui, nó xỉu luôn rồi. Cơ hội của mình đây là cái gì nữa? Mình sẽ leo xuống liền. Cơ hội của mình đây, mình sẽ xuống mình sấy hết tất cả những cái con ở phía bên dưới ăn. Sấy 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 cái con kia kìa. Rồi nó cắn, nó cắn. Ok. Dễ gì con này nó ngủ ăn. Nó đang đánh với con Allosaurus. Con Allosaurus như cũng hơi độc hay sao á. Đánh nó xỉu luôn. Ở đây mấy con linh cẩu này là nếu mà mình leo xuống là nó cũng nhiều chuyện lắm á. Cho nên mình phải xử tụi nó hết. Rồi rồi, tự nhiên ngư ông đắc lợi thấy có một con xỉu ăn. Gì á? Con này thì cần có thịt đùi à. Đây có thịt đùi nè. Ok. Ôi biết đâu con này trở thành đệ tử của mình thì ngon luôn. Đó tăng lên nè. Con này tới tận 900.000 turbo ăn, 998.000 turbo coi như là 1 triệu turbo rồi. Với cái sức của mình hiện tại bây giờ để đánh xỉu con này là hơi bị khó luôn á. Gần như là không thể ăn. Nhưng mà hên quá em nó xỉu sẵn cho nên bắt luôn đi. Mỗi tội là bị con bọ cạp á. Nó làm cho bị được cái hiệu ứng effect xuống rồi. Uổng quá. Mấy con kia thì chạy đâu được. Với khả năng sấy của con này. Đây một con nữa ha. Mấy con linh cẩu này bây giờ nó chuyển thành chế độ tem theo kiểu quá siêu hết rồi. Chạy đâu cưng ơi. Ok. Đảm bảo khu vực này bảo kê cho thật là an toàn. Con này cần có 7 cục, 9 cục à. 9 cục, hiện tại trong này hai mấy cục, dư sức luôn đó chứ. Dư sức, dư sức. Con chuồn chuồn mình để ở phía bên trên luôn rồi. Giờ mình sẽ kéo nó xuống dưới rồi. Xuống dưới này cưng ơi. Đây rồi. Cho nó xuống phía bên dưới. Đây có obsidian nữa nè. Vậy là bên sa mạc sẽ có một obsidian nha. Con này bây giờ mình sẽ để Basil, sau đó thì bật up lên trên vai. Con này chắc là còn lâu lắm mới tỉnh. Mình có thể đánh dấu em nó lại được. Để em nó nằm đây đi ăn. Lát nữa thì mình quay trở lại sẽ có được một con. Damage effect của nó là cộng thêm cũng 86% chứ. Cũng được 86% chứ đâu ít đâu. Hồi nãy mình nhìn lộn ăn. Nhìn lộn tưởng đâu 24% effect chứ. 24% đó là Damage. Mấy con linh cẩu này thì nó hiền ăn. Nó không tấn công. Alo xong rớt nữa nè. 600.000 turbo. Hồi nãy nó đánh xỉu một con ở phía bên đây nữa. Con phía bên đây chưa chết. Uầy. Vậy thì mình cho nó ăn luôn là mình có luôn á hả? Phải không? Phải không? Chắc là vậy đúng không? Ủa mà thịt đùi thì mình coi con kia hết luôn không? Thịt đùi thì mình sẽ mượn con phía bên đây để chia cho con bên đây luôn ha. Vậy bắt được hai con luôn á chứ. Trời ơi. Hai con đánh nhau thế là mình có luôn hai con. Quá đã. Đúng là hời tới rồi. Mấy tập đầu còn bị hành sắp mặt chứ bây giờ thì vô tình lụm được bí kíp. Ủa con này effect timing của nó tới tận 96% luôn nè. Coi như là 100% mà chứ còn gì nữa. Quá đã luôn. Mà cũng không quên đánh dấu em nó lại một cái. Ủa. Nhưng mà nó chưa ăn đúng không? Con này chưa ăn. Con này chưa đói ăn. Chưa đói cho nên chưa chịu ăn. Cho nên chưa hiện lên được. Bây giờ muốn là phải chế tạo cái bình thuốc tem á mới nhanh được. Tem đây nè. Thiếu team berry với lại thiếu nói chung là thiếu berry á. Berry ở đây thì khó tìm dữ rồi à. Cứ để nó đây đi. Mình sẽ quay trở lại với con bên kia. Ôi con bên kia nó tuột hết cái phần tem mình xuống luôn rồi. Trời ơi con quỷ đâu đâu bên đây nó làm mình phân tâm quá ăn. Qua đây nó tuột hết tem mình xuống nè. Lâu quá nó không được ăn cái nó đói. Đói cái nó tuột tem mình thế là nó mất tiêu trong phần đánh dấu của mình luôn. Ủa mà nó đâu mất tiêu rồi ăn. Ủa lạ vậy. Rồi luôn. Mình thấy rồi đó nó cứ nằm dưới kìa. Trời ơi. Không mà dại dột dữ vậy em. Ở trên này không chịu ở đi xuống dưới gặp cái con tinh tinh nó giả ra chết rồi chứ gì nữa.
Bên đây mình thấy có cái chỗ hình như có cây nè, có cây cối rồi cái kiểu nè. Xa bơ nữa hả? Ây da. Thôi, lỡ là đường nào mình cũng phải về tới căn cứ thôi. Mình sẽ làm một lèo bay về căn cứ của mình nha. Còn nó sắp xong. Bay về căn cứ của mình để mình chế tạo cho nó mấy cái bình thuốc tem nha. Đem qua cho nó ăn cho nhanh hơn. Chúng ta chuẩn bị có siêu phẩm. Quá đã luôn. Bắt được nó nhưng mà cưỡi được nó là một vấn đề khác nữa đó. Nhưng mà cứ chế tạo bình thuốc tem trước đi. Quất 10 bình để anh sử dụng dần dần luôn. Đó, ui. Chơi lớn ăn. Mấy con này của mình thì bây giờ đâu có thịt đùi đâu. Ồ, con này hết thịt luôn rồi chứ. Đang đói luôn á. Rồi, bít up lên. Vậy là phải đi farm thêm thịt đùi á. Mình đi con Velo à. Velo đó phải chế tạo được cái nón alpha đó. Thì mới có thể phục vụ được em nó. Nó hơi bị căng á. Đó, bên đây là mấy con này nè, nhiều ghê luôn á. Bên đây vùng đất của mấy con tinh tinh hay sao xuất hiện quá trời quá đất. Dưới này một con nữa nè. Đô đô 19.000 máu à. Chắc là mình có thể đánh được nó đó. Con này thì sắp sửa xong rồi cho nên không cần phải ăn đâu. Bên đây nè. Chủ yếu là con này là cho nó ăn cái bình thuốc tem vô. Đó. Bắt đầu đói rồi, đói rồi, đói rồi. Linh cẩu thì nó lại lại gần á. Cái chừng nó cắn nha. Đây mình sẽ ăn mấy cái xác này luôn ha. Ồ đánh mấy cái xác này được nhiều da ghê chứ. Được keratin nữa. Và Allosaurus xong rồi kìa. Ui, tấn công con này thử đi. Wow, phun lửa à. Phun lửa hay là phun độc vậy? Hình như phun độc á. Nó làm cái con kia xỉu luôn mà. Xịn sò nha. Nhưng mà cần phải có yên cưỡi á. Bây giờ mình chưa có cái bàn dịch chuyển cho nên cũng hơi khó đưa em nó về. Dưới này đánh đấm cái gì ghê vậy? Ủa dưới này nguyên một mỏ mưu tồ luôn mà. Nhiều lắm luôn á. Đây mình sẽ có con đệ của mình xác xác vô trong này hăng. Mình sẽ xử luôn cái con đứng trên này, địa hình mình lợi dụng địa hình mình chơi được. Đánh cái gì dữ vậy cưng? Con này thì mười mấy nghìn máu dễ chơi. Tấn công con gì hăng? À tay robot à. Thử tay robot luôn. Thử nó luôn. Ok. Wow, lửa lên tới trên này luôn mà. Rồi, xuống để ăn thịt nó xem coi được gì nhá. Xem coi có lấy được da của nó không? Da của mod không? À, được chitin. Được chitin với lại máu alpha. Còn con này cũng vanilla cho nên không được gì hết. Được thịt bình thường với da bình thường thôi. Và trên này thì hơi lâu nhá. Hơi lâu, hơi lâu. Sắp sửa cũng xong rồi đó. 99% rồi kìa. Nhưng mà thôi, cái này cũng dễ chế, đầu tư cho em nó một bình luôn đi. Biên một cái, đó, xong xong. Mình sẽ cho nó ăn thịt bình thường thôi. Còn thịt này thì giữ lại ăn. 100 mấy, 1.000 mấy thịt luôn rồi nè. Trời ơi, bây giờ thì không sợ thiếu thịt nữa rồi. Con này thì cần có yên cưỡi ăn, để coi. Đô đô à. Trời ơi, level 100 mới được, còn alloy thử coi. Trời ơi, 67 lần hả? Ai da da. Hai con này bắt được nhưng mà chưa có cưỡi được em nó đâu. May mắn cho mình thôi. Con này bây giờ phải làm một chiến về nhà cắt các con đệ của mình vô. Không, mình chưa cưỡi được cho nên mình sẽ để con này ở đây đi. Mình sẽ bắt up cái con này nè. Lên trên vai của mình để đưa nó về với căn cứ trước. Đó, không có dịch chuyển cho nên là cần phải chuyển bằng hũ công như vậy nè. Đưa nó đi về nha. Mình vận chuyển hết tất cả những con đệ của mình về đó các bạn. Thì mình quay trở lại chỗ con đôi hồi nãy. Con đôi này là phiên bản level thấp hơn con kia của mình á. Hay là cao hơn không? Con nãy mình bắt hình như có 200 mấy thôi à. Con này thì nó cao hơn cho nên mình phải bảo vệ cho em nó mới được. Đang chiến đấu với con kia hả? Được không? Được, nó mạnh lắm. Nó có nguyên tố á. Nó là hệ lửa đó. Cho nên nó mạnh hơn. Rồi sao nó bỏ chạy luôn vậy? Không được rồi, phải hỗ trợ nó một tay thôi. Không phải, nó dậy bộ nó dụ đi á. Đây thì ngon, mình ăn luôn. Ui ui, 400 chi tin. Siêu phẩm đi farm chi tin á mà. Quá trời chi tin luôn không. Ủa bên sa mạc cũng mưa nữa nè. Trời mưa tầm tã luôn. Ăn berry vô chân.
5,5% á. Ờ chết con kia, nhưng mà có con này cũng được. Chờ cho nó ăn lên, nó tăng lên mới được. Hồi nãy con kia chết ổn quá. Rồi con chuồn chuồn của mình thì xuống đây cưng ơi. Mình chơi một hồi khá là lâu thì cuối cùng em nó cũng sẵn sàng để ăn lần tiếp theo. Đó, những lần tiếp theo như vậy nó sẽ trở nên nhanh hơn thôi. Một lần được có 5 mà, 5 phẩy mấy à. Cho nên là lên được có 11 thôi. Và hình như vẫn lâu á. Ở xong rồi nè. Đó, đó, bây giờ thì nhanh hơn hẳn liền luôn á. Mình cho nó ăn nãy giờ đó các bạn, thì càng về sau nó ăn càng nhanh hơn và sắp sửa xong rồi. Chỉ cần hình như là 2 lần nữa thôi là xong. Nhưng mà có con dê ở đây xuất hiện nguy hiểm quá vậy nè. Mình phải xử con dê này một cái. Dạ, cắn một phát 400 mấy, mình cắn được tới 1000 mấy lần. Cho nên mình xử nó được. Đừng nó làm mình bị nhiễm sida là được. Chỉ sợ bị nhiễm độc của nó. Dê này không có phải trong hang cho nên chắc là không sao đâu. À, ok. Chỗ này thì lâu lâu nó spawn ra con linh cẩu á, cũng nguy hiểm lắm. Và đây rồi, một phát nữa thôi, 99,7% rồi. Ok, chuẩn bị có con này rồi á, để dành để mình farm đá. Lát mình đi vòng vòng sa mạc mình tìm thêm cái con ankylo nữa các bạn, để farm meter nữa là đủ một bộ farm combo hoàn hảo luôn đó. Đây rồi, cuối cùng thì em nó cũng đã xong. Con này thì bây giờ thì chưa cưỡi được ha. Mà ui, để gần mấy cục meter là nó tự đập hết luôn nè. Trời, nó farm gì ghê vậy. Trời, nó đập mấy cục meter mình ra quá trời đá luôn nè. Con này siêu phẩm farm đá rồi. Trời ơi, siêu mấy farm luôn á. Bây giờ phải đem nó về chứ để đây không yên tâm lắm á. Cái gì vậy? Đây spawn ra nữa à. Ồ, nó mới spawn lên luôn á. Hai con lại spawn ra nữa. Ồ, có 1000 luôn hả? Mà sao turbo của nó nhiều sẵn á. Hình như hai con này đang đánh lộn nè. Rồi hai con này nó cứ đánh lộn hoài luôn á. Rồi lát nữa hai con xỉu hết nè. Nó giống giống hồi nãy nữa ha. Hèn gì. Nhưng mà lần này thì con Dodoret chắc là khó xỉu à. Ờ lần này khác hơn chút xíu rồi. Nếu mà con Dodoret không xỉu là con Dodo này nó sẽ cắn con kia đến chết luôn á. Mình xuống mình nhiều chuyện rồi nó cắn mình y như vậy luôn. Thôi thôi, mình sẽ đưa cái con bắn gai của mình về cái. Mỗi lần đem con bắn gai theo cũng bất tiện quá. Được cái này nó gây đam phụ mình á, nhưng mà mỗi lần phải đem nó về để đem con kia nữa. Do là không có bàn dịch chuyển cho nên là thôi cứ bỏ nó ở nhà luôn đi. Và sẽ pick up cái con Naoi của mình để đem nó theo. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ cần pick up nó lên rồi sau đó thì đem nó đi thôi. Hơi nặng một chút xíu, con này thì ui chết rồi, con này bay không nổi. Không được, không được. Phải giục đá ra phía bên ngoài thôi. Sau đó thì pick up em nó lên á. Đó, như vậy thì mình sẽ dễ dàng di chuyển hơn. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái con như là con Ankylo chẳng hạn. Bên đây thì meter rất là nhiều ăn, đúng là sa mạc. Bên đây mấy con hệ phóng xạ này nhiều quá à. Mà con này lại không farm được cái phần trái tim ăn. Bên đây cũng có nè. T-Rex phóng xạ thì lại không có. Ui bên đây có Ankylo nè. Ồ nhưng mà Alpha à. Alpha thì nó hung dữ lắm, tay theo kiểu bắt siêu luôn á. Nhưng mà cái hệ Alpha này hung dữ lại, không có cái nón tù trưởng là nó cắn mình chết. Con kia kia nó còn hung dữ nữa mà. Giờ phải đi tìm mấy con như cả mấy con có nguyên tố á. Mấy con nó tên thì kiểu bắt siêu mà hiền lắm. Bên đây lại Alpha nữa hả? Cái gì mà Alpha nhiều dữ hả? Ủa, mình thấy có con gì á. Ripper à. Ripper thì Ripper King. Ripper hình như hệ phóng xạ nè. Bốn mấy ngàn máu. Bên kia Ripper King bình thường á. Ôi con này có thể lấy được trái tim thì phải. Nếu mà là hệ phóng xạ. Nhìn nó cũng ghê ghê, biết con bắn gai của mình chơi được không nữa. Bắn gai đứng xa tỉa tỉa thì chắc là được. Bên đây mấy con bọ ngựa nè. Bọ ngựa này mình farm được. Đây mình farm lấy polymer đem về ăn. Để dành sau này làm bàn dịch chuyển luôn. Bây giờ nó ép góc luôn rồi. Chết rồi. Bây giờ phải đánh hạ nó chứ không là nó hạ mình. Được rồi, chạy. Ôi con level 1000 ghê quá. Và mình có được quan trọng là polymer. Dạ. Không có quẳng gai là thấy cảnh với nó liền á. Thôi level 1000 đó thì giữ lại thôi. Ba mấy con cùi cùi thôi á. Bên đây lại thêm một con đô đô nữa nè.
Reaper mới spawn lên luôn. Có ngựa đồ các kiểu. Con này theo kiểu KO anh, đô bình thường. Level 1000 mấy thì gớm quá. Đô hệ God nữa nè. Bên đây thì con chi ke. Còn ngựa lâm lá đó. Rồi Tabuo hả? Ông thấy cái con mà T-Rex thể phóng xạ toàn là mấy con của ấy thú không à? Bên đây đô T-Rex tầm lâm lá luôn á. Mục tiêu của mình bây giờ phải tìm mấy con hại hại Ankylo. Ankylo mà phải không có nguyên tố á. Để mình bắt để đỡ phải tiến quá. Aloysius. Phải đọc nữa nè, level 1000 luôn á. Bên đây cũng nhiều nhiều mấy con Aloy lắm. Có nữa nè. Cái Abed luôn hả? Trời ơi. 16 triệu. 16 triệu máu. À mấy con Rim Abed đồ á. Mấy con Abed với mấy con Rim Alpha đồ hàng nó có hiện cái ống máu màu đỏ đỏ lên. Chứ không như mấy con bình thường đâu, mấy con bình thường thì nó sẽ ẩn cái ống máu đi hết thằng. Tower Red thì bên đây quá trường quá đất. Đây đâu y nữa nè. Con gì đỏ đỏ. Ủa con hệ lửa nè. À. Con hệ lửa ăn kilo thì được. Giống giống mấy con đuôi nãy của mình á. Con này là 400 mà. 35 trái berry. Chú mình cho nó ăn trước đi. Nhào vô cho nó ăn trước à. Ủa. Cho nó không ăn hả? Ồ. Ủa tao theo kiểu KO à. À. Con hệ lửa này thì nó khác á, nó không có phải như cái con Doi. Con này tên theo kiểu KO. Nếu mà tên theo kiểu KO như vậy á thì mình sẽ đi về để mình lấy con cái con gì của mình á, mình qua đây mình đánh á. Dodoret hoặc là Aloysius cũng được. Ra lệnh cho tấn công nha, hiện tại là mình chưa cưỡi được nó nhưng mà cũng hên là nãy mình bắt được nó. Cho nên sử dụng cho nó cắn cái cho nó xỉu. Xỉu cái mình bắt siêu liền ngay lập tức ha, cho nó dừng tay liền cái là mình cho nó ăn thôi là lụm. Đây thì kiểu cái ô này thì ngon. Vậy thì con này để nhà đi. Giờ đem theo con nào giờ? Đem theo con này đi. Vô cho nó cắn cái à. Rồi cưỡi con này một cái. Để mình ra lệnh cho nó tấn công. Ta bắt siêu liền, bắt siêu liền. Bắt siêu liền ngay lập tức. Được không vậy? Ồ không được không được. Tấn công thêm, tấn công thêm. Rồi cắn vô. Rồi, thôi, bắt xin. Ồ, có tụng level không vậy? Không biết có tụng Temmin không nhá. Nóng quá, nó khạc lửa cho dài phát, nóng quá trời nóng. Ồ, cũng có thể tiến quá nữa nè. Hoài, Temmin effect của nó là tới tận 100% luôn nè. Hoài, con này xịn quá. Mình ra lệnh cho nó nhưng ta kịp lúc á cho nên nó không có bị giảm. Sẵn đây mình có cái bình Temmin này mình cho nó uống vô luôn đi. Đó. Ôi tính ra mấy con tem kia ô vậy nó lại dễ ăn. Con kia hồi nãy tem theo kiểu bá siêu ngồi miệt mài với em nó luôn á, cho nó ăn từ ly từ tí từ ly từ tí chăm sóc cho em nó, còn con này thì quăng vô một cái à, uống bình phút thôi là lụm rồi. Ok, phần trăm nó tăng lên nha. Ây da. Vậy là bây giờ mình rảnh tay mình sẽ học luôn cái Ankylo đi. Dưới này là hình như là của Ankylo hay Alpha hay sao á. Còn trên này là của Vanilla nè. Hệ lửa chắc là cũng sẽ sử dụng của Vanilla thôi. Ăn vô một cái. Ăn vô một cái cho đỡ đói ra. Đây nóng quá. Chỗ nào mình núp cho đỡ nóng không? Gốc cây này thì không có cái lá nào hết à. Vô đây vẫn nóng à. Mặc là bộ này nè. Đó mình sẽ ui rồi nãy giờ đánh lên hai mấy cấp nữa nè, chắc phải thêm kháng á, thêm chút kháng nữa đi ăn thêm một chút chút máu đi để cho mình trở nên cứng cáp hơn, rồi thêm quay nữa, quay để sắp tới còn xây dựng căn cứ giác đá trên người nữa, xây dựng căn cứ cho nó dễ. Ở đây trời tua của nó giảm xuống cũng nhanh ghê ăn, mình phải cho nó thêm một bình phút nữa mới được. Đó rồi xong bây giờ là phải vác cái con này đi về nữa, con này để đây chắc mình không sao đâu, chỉ sợ con này nè, con này vác nó về với căn cứ trước đi. Ui có yên cưỡi ở
hồi nãy lượm được yên cửa trong cục hính á, nhưng mà không có đuôi á, vậy là sử dụng chung với yên của vanilla rồi, ngon đó chứ. Mình tính lấy cái cục này vô mình bấm e, ai ngờ bấm trúng cái yên cửa em nó gắn vô luôn á. Rồi về với căn cứ thôi, con này để đây, qua trở lại đưa em nó về ăn. 229 triệu máu à, gớm như vậy. Ôi con đó là mục tiêu tương lai thôi, chứ còn bây giờ đụng vô nó là thấy cái cảnh hành tới nữa đó. Vậy trong tập ngày hôm nay phải nói là một tập mình cực kỳ may mắn luôn á, tự nhiên lượm được hai con hệ độc luôn mà. Nhờ có con hệ độc á mình mới có thể bắt được con này chứ không dễ gì. Con Đuôi thì mình sẽ chế tạo yên cửa cho em nó luôn đi. Đuôi thì chế trong này nè, mình sẽ đỡ chế tạo cái yên cho Ankylo rồi. Đó, chờ đợi chế tạo thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ con chuồn chuồn của mình đây, mình sẽ quay trở lại anh. Bên kia có cục hính đang rớt, một nuôi đầu luôn. Ui có yên Đuôi luôn kìa, trời ơi mới vừa chế luôn, rớt cho mình cái yên Đuôi luôn, tâm lý thiệt luôn á chứ. Đang cần luôn á. Rồi một tập cực kỳ may mắn nha, có hết tất cả những thứ mà mình cần trong cục hính luôn. Game này tâm lý quá. Vậy là mình gắn vô cho em nó nữa thôi là lụm rồi. Đây nè, trời ơi được 100 mấy giáp luôn. Ngon ngon. Con này thì à, Đuôi này không có tiến quá được á. Đuôi này như không có tiến quá là anh qua sao á. Con này thì mình thấy là nó có thể tiến quá lên được lên thành alpha nè, nhưng mà công thức của nó thì căng lắm. Con này thì tiến quá được phóng xạ, còn cái con hệ độc á thì có tiến quá được không? À, hệ độc không có tiến quá. Thôi cũng không quên đi qua bển để kéo cái con đô đô của mình về mới được. Siêu phẩm trong tập ngày hôm nay về. Mình đang thấy có rất là nhiều cục hính sắp sửa rớt nè, xem coi có gì chóng ăn. Nhiều thì yên đô đô nữa chứ. Có được công thức chế tạo cây rìu với lại cây spear đang rớt à. Còn phía bên kia thì xa xa hơn một chút xíu, và con đệ của mình thì ở dưới này thôi. Xuống đây mình build up lên luôn à. Đó, ok. Vậy là bây giờ mình phải tìm mấy con kiểu như là mấy con hãy test đó để mình đánh á. Mình tìm thêm mấy cái mạch điện nữa thôi, là mình có cái bàn dịch chuyển, có cái remote là dễ lời vàng liền, đi tới đi lui nó tiện hơn ăn, đỡ bay tới bay lui. Bên đây cũng thấy ít có mấy con test quá. Mấy con test chắc là phải đi săn mấy con Baratest, Terotest đồ ăn trong thảo nguyên á, chứ còn bên đây chắc cũng hơi hiếm. Ở đây nếu có chắc có mấy con T-Rex á. T-Rex công nghệ test thì hồi mai. Trong này thảo nguyên nhưng mà gần cái pha sa mạc cho nên là nó toàn bộ là mấy cái mấy con bọ cạp ha. Bọ cạp với Đuôi nè. Wow chừng bọ cạp rắn rết đâu. Và cái cục hính đó thì nó rớt xuống rồi đó. Đó lượm được thêm một mớ nguyên liệu nữa. Con này hả? Con sói chắc không cắn mình đâu ha. Ờ à, nó cắn á. Con này dễ. Chuồng chuồng của mình thì đam không cao nhưng mà cắn thì nhanh lắm. Táp liên tục, cái táp liên tục luôn á. Ủa cái spear sẵn luôn hả, đỡ phải chế tạo luôn kìa. Chứ cái rìu á, cái rìu này cái rìu của mod á, còn có cái ancient, da ancient với lại steel mới là chế được. Rồi luôn, ngon, thay hết cho cây này luôn. Thêm mấy cái mũi tên độc nữa nè. Ờ cái này thì lắp cho cây súng của mình được. Cưỡi con này không vừa cưỡi vừa sử dụng súng được á. Vừa cưỡi vừa sử dụng súng được thì ngon quá. Wow công thức cây lông nét gì mà màu tím mà lần đầu mình nhìn thấy luôn á. Có cây sót nữa kìa, nguyên một bộ giáp luôn, chi tiên luôn. Ha ha, chờ chút xíu mình lụm luôn á. Ôi tính ra mình đi vòng vòng qua mình lụm mấy cục hính đây là mình có đồ nhiều lắm nè. Xung quanh đây thì cũng an toàn, nó đang xuống nè. Ui sợ con này của mình nó tải không nổi á chứ. Mình sẽ cho nó lên thêm chút quay đi, rồi thêm một chút máu nữa, thêm một chút đam nữa. Con này hơi đam mà yếu không, thêm chút đam nữa với máu nữa, vừa tháng đam cứng cứng một chút xíu ăn. À đây hoài quá chừng luôn, xem coi được gì nè. Cái bao này coi như dục rồi nè, mấy cái hút nè để móc nè, để mi súng lục chà. Ờ hai cây này không bằng cây spear của mình á. Spear của mình tới tận 700% lận,
Còn hai cây này thì nó chỉ có được có 200 mấy với 100 mấy thôi. Tại vì 500 mấy nữa nè. Mấy cái này để dành sau này nghiền ra hàng lấy đồ. Với lại bộ giáp. Bộ giáp này của mình thì có đủ nguyên bộ không? Cái này xịn hơn nè. Cái này xịn hơn nè. Cái này dài này xịn hơn nè. Vậy là mình còn thiếu cái tay nữa thôi á. Thiếu cái tay nữa là đủ nguyên bộ luôn rồi đó. Thôi được rồi, về với căn cứ thôi. Dưới này có một cục nữa hả? 30 nữa nè. Ui mình thấy có cái tay luôn. Con kia ở xa chắc không sao đâu. Ham luôn, ham luôn, ham luôn. Xuống lụm luôn, lụm luôn. Rồi chạy thật nhanh. Có con tinh tinh dưới sợ quá. Vậy là có luôn cái tay luôn chứ. Đúng là muốn gì có nấy luôn mà. Quá đã luôn. Đây, đi về thôi. Bên đây có một cục sắp rớt nữa nè. Bên sa mạc tính ra rất nhiều quá. Mà toàn đồ xịn trong này thôi. Súng liềm được hả? Nón chi tin. Thôi, được rồi. Đi về. Mình cần phải đem con này lên trên núi nè, để cho nó farm mây tàu cho mình đang để đem về nấu. Hiện tại là nhà mình chưa có mây tàu nhiều. Tập trước mình làm được cái cuốc mây tàu nhưng mà cũng chưa có sử dụng nữa. Hai con này để đây đi. Mình sẽ đem con này đi nè. Cái mây tàu thì lần trước mình nấu được có bao nhiêu cục à? Ủa hình như sử dụng chế tạo 5 cục chế tạo cho cái con này hết luôn rồi. Đôi này hết nè. Trời ơi. Cái gì hồi nãy khống chế ăn. Lụm thính luôn là có luôn rồi. Sắp xếp mấy con này cho nó ngay ngắn coi. Ồ mấy con này chưa có yên cửa cho nên chưa có sắp xếp được. Rồi sử dụng em này để lên trên núi thôi. Qua bên sa mạc farm cũng được. Ở trên núi này của mình thì nó cũng có cái chỗ để farm nè. Đây ở trên này nè. Rồi, chuột phải để farm berry à. Còn chuột trái là để farm mây tàu nè. Chết không. Nếu mà farm nhiều như vậy, trường hợp farm nhiều như vậy là mình phải chắc không đến nỗi quá nặng đâu anh. Lên đam nữa chắc là nó còn farm ghê gớm hơn nữa nè. Mới có chút xíu quá trời mây tàu luôn rồi. Nếu mà mình up bít up lên sau đó mình cưỡi con chuồn chuồn của mình thì sợ nó bay không nổi thôi. Ồ chuồn chuồn của mình bay như sức luôn á. Đem về thôi. Vậy là ngon lành đó anh. Đem về bỏ vào trong lò nung nữa thôi là sắp tới là mình có thể chế tạo được mấy cái đồ của mod rồi. Phải làm thêm một mớ mấy cái lò nung nữa. Khoảng tầm 4 cái. Ít nhất cũng phải 4 cái á. Để nấu cho nó nhanh hơn. Bây giờ tạm tạm vậy. Mình sẽ cưỡi cho nó lui lui ra cái dướng quá. Đó nha, lấy được nha. Lấy một lần hết ra luôn cũng được nữa. Bỏ hết cho trong này cho nó nấu. Bên này dưới cái. Bỏ vô luôn. Rồi. Cho con này ra phía bên ngoài ăn sắp xếp cho nó ngay ngắn với con đuôi cho nó đẹp. Bên đây là mấy con kiểu như có yên cưỡi. Còn phía bên kia thì mấy con chưa có yên cưỡi. Con rùa này của mình cũng chưa có yên cưỡi nè. Vậy trong tập ngày hôm nay mình có một tập rất là may mắn luôn ha. Con Dodo nó đánh với lại con Aloy thế là hai con xỉu hết. Mình xuống mình cho nó ăn. Hai em này trở thành đệ tử của mình. Hai con này mà nó không đánh lộn lẫn nhau là mình dễ gì bắt được không. Với khả năng hiện tại của mình thì đánh tăng turbo hơi bị yếu á. Cho nên để bắt được hai con này thì rất là may mắn luôn. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy những video của mình cũng như series ADK thì đừng quên cho mình xin một like phía dưới video để mình có động lực làm tiếp những video tiếp hay cho bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.